Dạ kẹo ở dưới. Đúng, đúng mình em ngồi giữa. Dạ. Chết em ngồi giữa tính tiền đó chị. Ngồi giữa tính tiền à Trường? Thôi tí trả cho nắm nha. Tình yêu cho lại chăng sao nhỉ? Ừ, trả 500 đây. Xin chào tất cả mọi người. Hai mọi người. Đó. Hôm nay chị Ngân lấy xe nhà chị Ngân dẫn chở ba chị em đi ăn mừng. Làm con đi mô tô đây luôn hả? Trời ơi, tháng nào mà nhà ô tô toàn bảng giá chị. Với lại chạy số. Đây, chú nữa thì có ba khương dừa nữa, ở trên là chị Ngọc Tú Bolero. Ngọc Tú thì mới ra được một cái MV quý vị khán giả. 6 hôm qua em coi là 61.000 người, 61 rồi. Sáng nay lên 65 này à? Trời ơi, kim luôn kìa. Nhưng mà em coi thường xuyên nha. Hôm qua em còn biết là 61.000 nữa. Trời sao mà áp sát vậy trời. Mình với Nương mà đang kiếm cái gọi là cái gì nhỉ? Cái hen cái gì mà lấy gì? Trộm vía lấy hen. Trộm vía lấy hen, lấy quần không dám. Đây chà mặt vào, chà mặt này vào. Chà vào. Ê, mà lấy hen hay là bằng ngân lấy hen lại? Không, mình vẫn lấy hơn những người đi trước chứ. Trời. Những người đã cống hiến cả túi thanh xuân. Đầu tóc này sao rồi? Mọc ra chưa? Mọc nào cho nó bớt xa lánh chưa? Quý vị khán giả, nói chung là phải vài tháng nữa nó mới hết bớt xa lánh đúng không? Bữa nay đi đâu cũng đội nón quý vị khán giả. Bữa thì chỉ có mình em thôi, bữa nay em có đồng loại luôn. Vô cổ bữa mặc thêm cái áo nữa. Khán giả vẫn cứ nói anh Trương mặc cái áo đấy với lại đội cái nón là y như rằng vừa ra tù. Mai mà kéo sọc đen cho mọi người thấy này. Nhưng mà sọc ngang chứ mai sọc dọc. Nhưng mà cái dây xích ở cổ đâu? Dây xích ở cổ trả cho con chó. Trả con chó? Ê, mượn chó thật đấy hả? Thì mượn của chó chứ ai người đâu mà đưa cái đó. Lại luôn đấy. Chó làm mà mượn của nó. Còn xuống. Nhìn như vòng thiệt á, tí anh Tuân anh kiểu. Tại sao lỡ dài vậy Trương? Nói gì? Trời. Anh ấy đấm cho một cái thì thần hồn nát bét rồi ấy chứ. Nói cái gì có hiểu mình không nói gì không? Không hiểu. Đang đứng nói thần hồn nát thần tính nhưng mà nhưng mà ý là anh ấy đấm một cái ấy. Cái lẽ thì hôm nay để chúc mừng chị Ngân được nút bạc thì có danh ca Ngọc Tú đây, Ngọc Tú thể hiện bài mới cho quý vị khán giả. Đúng rồi. Chuyến đi xa ta đã gặp nhau tình cờ, ngồi kế bên nhau hai đứa trao chuyện vu vơ. Chưa yêu lần nào em mặn mà nhan sắc, còn anh bố trai tay trắng môi tình. Ủa hết coi thế nào? Chị đừng đánh gậy nhá. Chị đừng đánh gậy nhá. Đây. Là cái bài đó là bài gì chị Tú? Bài gì chị nhờ? Kể một chuyện tình. Ủa hai em không theo dõi hả? Không phải cái ơi gì. Để em là đang giới thiệu. Giới thiệu mà. Trời buồn chị ghê. Chị chân thật xác mà. À, hôm nay thiếu chị Trang. Đi vườn rồi. À, hôm nay lại đi vườn à? Đi vườn quá. Vườn ở dưới Bến Tre. Đi hoài luôn á, cứ chị Trang rồi chị Ngân à nhầm chị Trang rồi chị Băng Phương thay nhau đi quý khán giả. Đó, hôm qua thì có khán giả gửi cho ba Khương với em 6 hộp pizza nhưng mà không có duyên ăn quý khán giả nên là team sầu riêng đã khui hết ra ăn rồi. Ăn ở bên đấy người ta hít sầu riêng thôi đã đủ mập rồi, giờ ăn thêm 6 hộp pizza đấy nữa thì chắc là số ký nó cũng đáng kể á. Còn chị Ngân nhà em cứ là ăn mà không bao giờ mập. Sao không mập được? Chị không mập, chưa không mập nha, chỉ có em thôi. Em này mặt em bằng hai mặt chị này. Chưa được thấy chị mập hai. Chị em chẳng bao giờ thấy chị mập, hai năm nay chưa bao giờ thấy chị mập bao giờ hết á. Có chứ, nhiều lúc cân ai cũng nhìn thấy ai cũng kêu mập hết trơn. Mập thường nó mập mà. Mập những cái chỗ mình không mong muốn. Cánh tay chẳng hạn đúng không? Ừ, bắp tay mập. Ủa, cũng bắp tay cũng mập à? Ờ, bắp tay nó cũng mập chứ. Ví dụ con gái là thường mập bắp tay với mặt nè, cổ này. Mập rồi nè.
cái mặt so có là gì với người khác đâu. Đúng rồi, người khác cái này mập sao bằng cái này đâu. Trời, cái gì ông nội ghê quá à, chân còn đang đeo dép rê nữa. Thiệt, cuộc đời quý khán giả bần hàn lúc nào cũng đôi dép này, còn người ta đeo guốc đeo giày này quý khán giả đó. Giời ơi, mới hôm trước khoe ở nhà mấy tục tú mới trong đôi giày ở nhà. Ai khoe? Trương tự khoe trên YouTube của Trương nhà Nấm có nhiều giày chứ bộ. Nấm chưa bao giờ khoe giày nhà Nấm nhiều nha. Nhà chỉ có hơn 100 đôi giày của Nấm thôi. Trong đó có giày của chị Ngân nữa nha. Giày riêng em. Giày nào của chị? Thì đôi em tặng chị còn đang để nhà em kìa. Một trên trăm. Đôi Balenciaga. Thái Express, Express ở đâu vậy? Cái đấy bên phải đường 58 như này. Ờ, cái này đọc nhạc sinh nhật chị rồi lúc chị mới về. Lúc chưa. Sinh nhật chị. Lúc mới về. Mới về. À lúc mà chị còn làm chị gái Hà Lan ấy hả? Đúng rồi. Ừ, em còn nhớ mà cái ấn tượng đầu tiên của em là bộ tóc của chị, người gái Hà Lan của chị là giờ chị đã thành một tóc dài này em. Vâng, mà em không quên được. Vẫn là chị người chị gái Hà Lan. Chị gái Hà Lan là sao? Thì lúc đấy là chị gái người Úc nè. Rồi chị, đây là chị gái người Úc đấy quý khán giả. Có rất nhiều biệt danh mà Nấm Bi đặt cho chị, Nguyễn Thị Ngân biên tập. Chắc chị nhiều được. Còn lâu, em vẫn chị vẫn chỉ là người chị gái người Úc của em thôi. Giống người Hà Lan. Dạ đúng rồi. Chị gái người Úc nếu mà chính xác là Trinh. Trinh, nhưng mà rồi sau đó em đọc luôn chứ còn từ đấy trở đi là chị Trinh đâu có đọc nữa đâu. Có một mình em gọi chị là chị gái người Úc thôi. Xong rồi sau này chị đặt cái Ngân Móm là bắt đầu mới gọi chị là chị Móm. Đó, Ngân Móm. Chị gái người Úc, con gái Khương Dừa. Con gái Khương Dừa này bây giờ chỉ có em nữa thôi. Giờ đâu còn ai là con gái Khương Dừa ngoài em. Đây anh ơi, Thái Express này. Giống cái xong bây giờ là bà Nguyễn Thị Ngân này, bà Ngân biên tập này. Bà Nguyễn Thị biên tập này, ôi nhiều tên lắm các khán giả. Chứ mình ăn với vẻ xương cũng quán này. Ủa vậy hả? Không thôi. Cũng ở đây à? Cái tiền thì ai ngồi đâu thì trả. Ừ, ai ngồi đâu thì trả chứ. Trả đi Trương ơi. Trời ơi, ăn bánh không trả tiền à? Đây, bây giờ mình sẽ đi vào. Hôm nay Ngân chơi quả đồ trắng. Chứ đâu có em đâu chị, chả bao giờ có em. Buồn lắm. Nó rủ nó không đi. Ai chị rủ em bao giờ? Thì hôm mà bán vé số xong thì tuần đó. À thì hôm đấy. Ồ, đây là hôm nào? Ngân ngồi đây hôm nay chưa. Đó, clip. Không quay. Thôi, ngồi bên mất đi. Kéo ghế vô. Hai anh em. Hôm nay có quả áo hồng. Dạ, chứ. Em ngồi em chết, em ngồi giữa tính tiền đó chị. Ngồi giữa tính tiền à Trương? Ngồi tí trả cho Nấm nha. Tình yêu cho lại chăng sao nhỉ? Trả 500 đây. Trả 500 trước ngồi số vé xương này. Đúng không ta? À đúng rồi, đang nợ 500 mà. Ừ, đấy. Khổ tụi em lúc nào cũng hết tiền quý khán giả. Không cạo râu, mày cạo râu gì à? Mới cạo à? Mới cạo mà sao đen vậy? Thì giờ nó thành cái mõm. Giờ nó râu, cái chân nó thành cái mõm. Ôi. Nó cái mõm rồi. Theo cái quai ở đây nữa này. Ừ. 30 tuổi đã mọc thành. Mọc. Sao anh không có? À. Không. Gì? Gì khác? Trẻ mình già. Ra chị Ngân không có mà lại có cái mụn ở ngay mồm đấy. Ngân có cả râu này, quý vị đã đây này, râu này. Đó, nhìn kỹ là thấy đẹp một tròn. Chị Ngân bỏ tay ra, mặc kìa. Vậy mà ngăn ngoại đi ta. Thì tôi có vậy không? Rồi cũng cục nặng thôi. Đỡ đi Ngân ơi, rớt hết xuống rồi. Đấy. Một nghìn sụp được tặng một cái mụn rất duyên. Đó. Một nước suối rồi. Dạ. À em uống nước suối. Thôi cho nước suối đi. Nào. Chị uống nước gì? Ở đây. Ô, nhìn ngắn.
Thôi xong. Ăn xong rồi về công ty luôn, quên quay clip cho khán giả luôn. Ăn mất son luôn này Trương. Đúng là ngấm thôi. Chị ăn thôi. Quên mất. Quên mất. Thôi, chào tạm biệt mọi người. Đây, đang ngồi cày view quý khán giả. Hẹn mọi người video clip sau, bye bye.